cũng tính tiền. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn, trận đấu sắp diễn ra 3 set tại câu lạc bộ Phan Châu Club Mai Hắc Đế thành phố Đông Hà thì cùng thị giữa thầy giáo Phan Văn Châu và học sinh Lâm. Em đã từng đạt giải nhất đơn nam của giải bóng bàn đại học thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị. Mặc dù hôm nay anh Lâm đang bị sự cố về chân nhưng mà anh vẫn là quyết tâm ra sân để chiến đấu với thầy của mình. Mình có việc là đưa sang nước giúp mình.